Solati nha các bạn. Solati 16 chỗ của Hyundai nha các bạn. Con này là ăn đứt. Ăn đứt tất cả các xe cùng phân khúc 16 chỗ hết bạn. Solati màu trắng nha các bạn, màu trắng. Con này ăn đứt tất cả các xe cùng phân khúc. Solati. Đây các bạn có ngạc nhiên tại sao xe này không có ghế không? Mình không vô cửa này nhưng mà vô cửa khác. Các bạn có ngạc nhiên tại sao xe này không có ghế không? Đây là bên trong của xe Solati 16 chỗ nha các bạn. Xe này đã được khách đặt hàng và yêu cầu là tháo ghế luôn nha các bạn. Tháo ghế luôn. Ai chiều cao và 1m62, cái này là 1m62. Hay 1m9 các bạn, chiều cao từ gầm xe này và đứng lên tới nóc khoảng 1m9. Đó, 1m9 thẳng tay Hoàng và 1m62 mà lên đây một gang tay không đủ gang rưỡi là 1m9 nha các bạn, 1m9 đó, rất là cao gáo nha các bạn, cao gáo. Cái này nếu nằm ngang nếu nằm ngang chắc được 5-6 người nằm ngang. Rồi, Hoàng sẽ quay ở phía trước cho các bạn xem nha. Đó. Này 4 chìa khóa nha các bạn. 2 chìa khóa từ và 2 chìa khóa cơ và secure. Và đây là bình túi bảo hộ, quay lại cái không gian ngược lại phía sau nha các bạn. Sau khi tháo ghế thì xe rất là rộng và đẹp. Thank you.
quyển sách hướng dẫn và một cái đuôi tên. Còn ngăn này là cái ngăn chứa phụ tùng nè các bạn. Đây con đội cái chìa khóa điếu đồ đây nha các bạn. Hoàng sẽ dỡ lên cái ghế của bên phụ đây. Dỡ cái ghế phụ ra đó. Hôm nay cái hộp hai hộp đựng đồ nha các bạn. Hai hộp đựng đồ rất là rộng. Bên đây mình giấu một bình chữa cháy đây đó. Và đây Hoàng đã ngồi lên ghế của bác Tài. Đang hiện tại đang ngồi lên ghế của bác Tài. Về những phím và tính năng của xe này thì Hoàng sẽ review cho các bạn xem nha. Thông thường thôi, lên đóng cửa kính thôi. Lọc. Chế độ đèn. Bình cứu thương, cái túi cứu thương để mình đựng đồ nghề cứu thương á, túi y tế á. Còn đây là cái màn hình trung tâm trên tắp lô của mình, nó thể hiện như vậy nha các bạn. Đây là xe mới nha các bạn. Đây và bên đây là cái dàn âm thanh được trang bị cho xe của mình, bao gồm như FM nghe đài đó. Đây không có màn hình CD nha các bạn, không màn hình đó. Và các phím này. Đây chìa khóa của em nó đây, hai chìa khóa này và hai chìa khóa cơ. Và tên vô lăng thì tích hợp, có bên đây có cái tích hợp đây. Còn đây là cần số. Còn sẽ cắt có cái hộp này coi có gì. À cái hộp này là cái cổng sạc nha các bạn. Cái ổ nguồn 12V, tâm 20W. Đây, đây là cái cổng sạc ổ nguồn 12V, tâm 20W. Đây là cái túi cứu thương, túi y tế được trang bị theo xe của mình. Mình sẽ được có túi này sẵn theo xe nha các bạn. Túi này sẵn theo xe. Đó, đây là hai cái hộp đựng đồ của mình ở bên ghế phụ nha các bạn, ghế tài phụ. Sâu thăm thẳm luôn và rộng thênh thang. Xe mình đã được tháo ghế rồi nha các bạn, đã được tháo ghế theo yêu cầu của khách hàng nha các bạn. Và trên đây là cái hộp đựng, có thể mình để đồ trên đây được, để hồ sơ sách vở rồi trên đây được, đặt kiến trên này.
Đây là một số tính năng của xe, đèn của xe. Nhìn qua. Đây gương. Đây như vậy. Đó. Hai bên nha các bạn. Sẽ bật chìa khóa khởi động lên. Hạ thính tay xuống các bạn. Đây, hạ thính tay xuống. Bắt đầu vô số rồi.